Sai lầm chí mạng trong video online đó chính là chưa hạ cái tôi của bản thân. Chữ tôi nếu thêm dấu sắc thì thành chữ tối, nếu thêm dấu huyền sẽ thành chữ tồi, nếu thêm dấu nặng sẽ thành chữ tội. Nhắc đến cái tôi, người ta sẽ nghĩ ngay đến những chuyện tiêu cực như đề cao cái tôi, xem thường mọi người, luôn tự xem mình là trung tâm mà không hề để ý đến cảm xúc của người khác. Vậy làm sao để hạ cái tôi của mình xuống? Đối với những người đang làm việc thì việc hạ cái tôi của mình xuống là điều hết sức cần thiết để tránh được những tranh cãi không đáng có, để lắng nghe mọi người, ngừng so sánh bản thân mình với người khác, biết lắng nghe mọi người, sẵn sàng thay đổi khi cần thiết, không tự ái, tự tin rằng mình không bằng người khác, nhìn nhận về thành công và những điều tích cực. Tuy nhiên, cái tôi cũng tùy thuộc vào từng giai đoạn, từng hoàn cảnh để chúng ta điều chỉnh nó về mức độ phù hợp nhất, vì cái tôi quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt. Nó nên chịu được ở mức độ cân bằng để bạn có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn các bạn nhé. Trong kinh doanh online, bạn cũng phải làm chủ bản thân, không nghe những điều tiêu cực làm nhụt chí của bạn. Hiện nay, bên Hạnh Hali đang mở các lớp đào tạo kinh doanh online. Bạn sẽ được định hướng chuẩn trong kinh doanh và được học về thấu hiểu hành vi, cảm xúc và tính cách con người, sẽ thay đổi được tư duy tích cực của bạn. Hãy comment dưới video này để được Hạnh Hali tư vấn hỗ trợ các bạn nhé.